Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà lô góc hai mặt thoáng, đường ngõ thông, ô tô đi qua, giá hơn 2 tỷ một tí thẹo thôi. Mời quý vị theo em xem khám phá ngôi nhà 4 tầng xây mới, diện tích 30m², thiết kế 4 tầng, lô góc hai mặt thoáng, vị trí là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì được cái ưu điểm lớn nhất đó là ngõ thông, ô tô đi qua, bãi đỗ xe cạnh nhà và sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo đúng như hiện trạng. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Giá bán hiện tại của chủ nhà đã chào là 2 tỷ 200 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây, quý vị có thể nhìn luôn một ngôi nhà 4 tầng sừng sững như thế này, 30m, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà với phần mặt tiền của ngôi nhà hơn 5m quý vị nhé, 5m rưỡi, rất là rộng. Thiết kế cửa chính hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Từ vị trí ngôi nhà này gần với bến xe Nghĩa, gần với trường đại học Fenica, gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, giao thông đi lại thuận tiện, xung quanh ngập tràn tiện ích, trường mầm non cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể căn nhà với phần tầng 1, thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, lô góc hai mặt thoáng, cho nên ở đây mở luôn được một cái cửa sổ ở phần bên ngõ quý vị ạ. Đấy, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, gạch lát nền, điện, nước, hồ sơ đều riêng biệt từng căn, sang tên luôn trong ngày cho quý vị nhé. Với giá bán 2 tỷ 200 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Nhấn mạnh lại cho quý vị, cái giá bán 2 tỷ 2 là giá cả nhà và đất 4 tầng xây mới quý vị nhé. Hồ sơ giấy phép xây dựng đầy đủ cho quý vị. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, với phòng bếp được hoàn thiện xong hết, chữ L chỉnh chu, với phần thiết kế tủ bếp là tủ gỗ, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết, chậu rửa, vòi rửa, mặt bếp ốp đá đen granite, xung quanh bếp thì là ốp gạch, rất là sạch sẽ. Với cái căn nhà này thì bãi gửi xe cách nhà khoảng tầm 2 nhà là ra tới bãi gửi xe rồi, rất là thuận tiện. Quý vị nào có ô tô đi lại rất là hợp lý. Và vị trí của nó cụ thể thì thuộc tổ 14 phường Yên Nghĩa nha mọi người. Tầng 1, ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì thiết kế cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị ở phần tầng 1 thôi. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông theo trục đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, hoặc là quý vị có thể đi ra tới bến xe Yên Nghĩa đi theo tuyến đường sắt trên cao, rất là hợp lý cho một cái ngôi nhà giá bán 2 tỷ 200 mà với thiết kế 4 tầng, 3 phòng ngủ rất là thoáng. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ, với phần ngăn cách phòng khách và phần cầu thang có một cái vách CNC ở đây, khá là hợp lý, trang trí thôi. Và với cái phần cầu thang, đá cầu thang thì thiết kế là đá đen cổ trắng. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, với tầng 2 và 3 thiết kế giống hệt nhau, tầng 4 cũng thế. Thiết kế cho quý vị mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rất là rộng, rất là thoáng, cửa sổ hai bên. Với phần cửa sổ thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Với căn nhà này thì mới hoàn toàn, hệ thống ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Nói chung quan trọng nhất nó là vị trí và về phần giá thôi quý vị ạ. Còn đâu thì nhà chủ đầu tư xây thì thường thường nó cứ xem giống giống nhau ấy. Đấy, đây là cái phần không gian phòng khách, phòng ngủ của ngôi nhà. Tầng 2, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ cho quý vị. Và phòng vệ sinh thiết kế ở bên ngoài cầu thang. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2, đầy đủ hết cho quý vị. Bồn cầu này, hệ thống sen tắm, ống chờ bình nóng lạnh, lavabo. Và trong cái phần phòng vệ sinh này thì chủ nhà thiết kế cho mình gạch lát gạch lên trên, ốp gạch lên trên tới 2/3 của trần này, cho nên nó cũng rất là sạch sẽ, rất là thoáng. Trong phòng vệ sinh có cửa sổ hút mùi được nhé. Cửa thông phòng thì đã thiết kế cửa gỗ, còn cửa vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, với phần tầng 3 thiết kế tương tự như tầng 2 cho quý vị. Hiện tại đang là không bật điện nhưng mà cái ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng khá là hợp lý nha mọi người. Đường ngõ trước nhà thông thoáng, ô tô tải đỗ được cửa. Đó.
tất cả những dự án nhà Ngọc Ánh quay và review cho quý vị 100% giá bán đưa ra từ chủ đầu tư, 100% pháp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Tất nhiên trong giá bán lúc nào cũng có thương lượng, thuận mua vừa bán nha mọi người. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3. Này, nói chung là với trong cái phân khúc giá mà đường ngõ thông mà lại lô góc thì căn nhà này hiện tại giá đang rất là hợp lý rồi quý vị nhá. Xin mời mọi người theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Trên phía tầng 4 là có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Trên tầng 4 này thì thiết kế cho mình vẫn là một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể làm thiết kế phòng thờ, phòng làm việc tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Như vậy với căn nhà 4 tầng, tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, tầng 2, 3 và 4 thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng riêng. Và giới thiệu với mọi người, đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây là phần sân phơi nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Trên này là có một cái ô đi lên ở trên phía tầng lên tới trên tới bồn nước. Với cái căn nhà này thì đã có bể ngầm 2 khối 8 ở bên dưới và có bồn nước 1 khối ở phía trên tầng thượng quý vị nhé. Với giá bán 2 tỷ 200 triệu, diện tích 30m², sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà ngay. Nhà này quý vị có thể dọn đồ về ở luôn trong ngày. Vậy thì quý vị còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 để em tư vấn cho quý vị chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.